Spider, and today our topic is about task 3, the IELTS speaking test with the topic of relationship. Chào mọi người, hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là task 3 của kỳ thi speaking và với chủ đề relationship, các mối quan hệ. That's it. Thế thì bây giờ ở trong cái phần số 3 này, chúng ta thường hay được hỏi những câu hỏi mà nó mang tính chất thảo luận về một cái quan điểm nào đấy, về một cái vấn đề nào đấy trong xã hội chẳng hạn. Ok, thế thì những dàn câu hỏi hay ra đối với chủ đề này là gì? Mọi người nhìn lên màn hình nhé, cô sẽ cung cấp cho mọi người một vài gợi ý. Câu hỏi đầu tiên sẽ là: Do you think marriage is still important? Bạn có nghĩ rằng hôn nhân vẫn còn quan trọng không? Câu hỏi số 2 sẽ là: What do you think is the ideal time to get married? Bạn nghĩ đâu là khoảng thời gian lý tưởng nhất để kết hôn với một người? Câu hỏi thứ 3 có thể là: Is it important to keep in contact with our friends when we're in a relationship? Cái việc mà keep in touch với bạn của mình khi chúng ta đang có bồ thì có quan trọng hay không? Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Ok, rồi thế thì bây giờ đối với những câu hỏi như thế, chúng ta sẽ có những câu trả lời như thế nào? Cô sẽ cho mọi người một vài gợi ý. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên mọi người nhé. Với câu hỏi này, cô nhận được câu trả lời đến từ bạn Kristen. Ok, thế thì Kristen đã trả lời như thế nào cho câu hỏi nào đây? Mọi người cùng cô theo dõi nha. Yes, it certainly is in my country. I think the problem for some people is a lack of commitment. All relationships have their ups and downs, but some people prefer to break up rather than working at a relationship. That's it. Tạm dịch câu này sẽ là như thế này. Vâng, thì nó rất là quan trọng ở quốc gia của tôi. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đối với một vài người là họ thiếu cái sự cam kết, thiếu cái sự chắc chắn và quyết tâm. Tất cả những mối quan hệ thì đều có ups and downs, nghĩa là những lúc thăng và những lúc trầm. Nhưng mà một số người thì họ prefer, họ thích cái việc là break up, từ bỏ cái mối quan hệ đấy, chia tay nhau, hơn là cái việc đi working at a relationship, đi duy trì một cái mối quan hệ nào đấy. Thế thì đấy là ý tưởng trả lời của Kristen, và đây là một câu trả lời khá tốt. Thế thì cái form trả lời của bạn như thế nào? Đầu tiên, đây là một câu hỏi dạng yes no question, và như cũ bạn ấy bắt đầu bằng cách trả lời trực tiếp vào vấn đề yes. Ok, kế tiếp nữa là bạn ấy sẽ thêm một số ý để bình luận cho cái câu trả lời của mình. I think the problem for some people is a lack of commitment. Tôi nghĩ rằng một số người thiếu cái sự cam kết thì mối quan hệ sẽ có up and down, nhưng một số người prefer như thế này thay vì như thế kia. Thì ở cái phần bình luận này, bạn đã thêm cái gì vào? Cũng như cũ, giống như ở task 1, bạn ấy đã thêm những cách trả lời về who, về when, về where, về how chẳng hạn. Tuy nhiên, những cái yếu tố để thêm vào này, nó mang cái màu sắc, nó thể hiện, nó phản ánh một cái reality, một cái sự thật trong đời sống của mình. Và đây cũng là cái format mà mọi người sẽ bắt gặp trong hầu hết những câu trả lời tiếp sau đây của cô đối với chủ đề này. Ok, mình tóm gọn lại nhé. Cách trả lời cơ bản sẽ là: một, trả lời thẳng vào vấn đề, yes or no. Thứ hai sẽ là bình luận thêm bằng cách nói về who, what, where, when, why đối với chủ đề đấy. Và chúng ta bàn luận về những chủ đề mang màu sắc thực tế một tí, bởi vì vốn dĩ câu hỏi số 3 người ta dùng để discuss về một vấn đề mà, đúng không? Đó, thì đấy là những bước trả lời của cô. Thế thì trong câu trả lời này nó có những cụm từ nào hay, chúng ta cùng cô nghiên cứu nha. Cụm từ đầu tiên cô muốn giới thiệu với mọi người: how their ups and downs. All relationships, tất cả các mối quan hệ thì đều có up and down, có nghĩa là có những lúc lên và những lúc xuống. Số nhiều mọi người nhé. How ups and downs, that's it. Ok, cụm từ thứ hai: break up. Break up with một ai đó, đấy là chia tay với người đó, đúng không? Break up. Ok, cụm từ break up cũng là một cụm danh từ mọi người nhé. Ok, good. Thứ ba: working at a relationship. To work at a relationship, nó mang ý nghĩa là chúng ta cố gắng để maintain, duy trì cái mối quan hệ đó. Ok, good. Rồi, thế bây giờ chúng ta tiếp đến câu hỏi số 2 của cô. Câu hỏi số 2 của cô: What do you think is the ideal time to get married?
đâu là khoảng thời gian lý tưởng nhất để chúng ta kết hôn. Thế thì sẽ có người cho rằng 26, 27, 30 tuổi cưới vẫn chưa muộn. Thế thì cô nhận được câu trả lời rất dễ thương đến từ bạn Terry, một bạn nam. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là nam giới có suy nghĩ như thế nào về việc độ tuổi kết hôn mọi người nhé. Mọi người cùng cô theo dõi trên màn hình xem. Personally, I think you should wait until you found yourself first, decided if you want a career, perhaps do some traveling. You should do this before tying the knot. Although if you fall head over heels in love, plans like this can easily be forgotten. Câu này nghĩa là gì? Cô sẽ tạm dịch là cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên đợi đến lúc chúng ta nhận ra được bản thân mình, thì cụm từ này hơi khó hiểu. Cho nên Terry mới thêm ghi chú ở phía sau, giải thích ở phía sau là một khi chúng ta đã xác định là liệu rằng chúng ta muốn có một sự nghiệp chưa, ý nói đã có được một sự nghiệp vững chắc chưa, và do some traveling, đi traveling đã, rồi chúng ta nên làm những điều này trước khi chúng ta quyết định tie a knot, có nghĩa là kết hôn với một người nào đó. Thắt chặt một sợi dây với người ta. Mặc dù nếu mà bạn fall head over heels in love, có nghĩa là thích một ai đó cực kỳ nhiều, yêu một ai đó cực kỳ nhiều, thì những kế hoạch như thế này dường như sẽ bị quên đi. Bởi vì một khi đã yêu rồi thì người ta không màng đến những phần lý trí nữa. That's it. Thế thì mình cùng nhau phân tích câu trả lời này mọi người nhé. Đối với câu hỏi này, khoảng thời gian tuyệt vời nhất để kết hôn là khi nào? Và bạn ấy trả lời rằng chúng ta nên kết hôn sau khi chúng ta đã có được một công việc, nhận ra được công việc dành cho mình, hoặc đã đi travel thỏa mãn rồi. Đó, thế thì sau khi trả lời xong về khoảng thời gian là before, trước khi đấy, thì chúng ta lại tiếp tục thêm một ý bình luận vào. Nếu mà bạn fall head over heels in love, mà nhiều khi chúng ta thích một ai đó thì những kế hoạch như thế này thì có thể nó không theo kế hoạch nữa, nó sẽ bị quên đi. Thì đấy là cái phần bình luận thêm vào. Như vậy vẫn như cũ, chúng ta sẽ bắt gặp phần 1, trả lời chính xác nội dung câu hỏi được đưa ra. Phần 2, thêm thông tin mở rộng hoặc bình luận vào. Và một lần nữa bạn ấy lại nêu lên một cái reality, một cái sự thật, một cái thực trạng ở phần bình luận rằng là thông thường khi yêu người ta quên hết những kế hoạch người ta đã đề ra. That's it. Đấy, nó cũng có hai phần mọi người nhé. Thế thì bây giờ ở trong câu này chúng ta có những cụm từ nào hay mà các bạn có thể học được, mọi người nhìn giúp cô xem. Cụm từ đầu tiên, tie the knot. Mọi người đừng đọc là knot nhé, âm k là âm câm. Mình sẽ chỉ đọc là knot. That's it. Tie a knot có nghĩa là thắt sợi dây với một người nào đó, có nghĩa là chúng ta có một mối ràng buộc với nhau rồi. Tie a knot with her, kết hôn với cô ấy. That's it. Cụm từ thứ hai cô muốn giới thiệu với mọi người hơi dài một tí. Fall head over heels in love có nghĩa là chúng ta bắt đầu yêu một ai đó hết sức sâu đậm. That's it. Fall head over heels in love. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến câu hỏi số 3 mọi người nhé. Câu hỏi số 3 của mình lúc nãy sẽ là: Is it important to keep in contact with our friends when we're in a relationship? Có nên giữ mối quan hệ với bạn bè không khi chúng ta đang có bồ? Thực tế thì cá nhân cô nghĩ hai chuyện này chả có liên quan gì với nhau cả. That's it. Thế thì mình nhìn xem câu trả lời đến từ một bạn học viên tên là Maria. Maria trả lời như thế nào đây? Absolutely. It's so easy to drift apart from your friends when you fall in love. But I think both partners should try not to lose touch with their friends. That's the best way to have a healthy relationship with your partner. That's it. Thế thì bây giờ cô sẽ tạm dịch câu trả lời của bạn Maria. Absolutely, chắc chắn luôn, dĩ nhiên là chúng ta nên giữ mối quan hệ với bạn của mình. Nó rất là dễ để drift apart, có nghĩa là ít thân với nhau, ít thân với bạn của mình khi mà bạn yêu một ai đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cả hai bên, cả bạn trai và bạn gái, thì nên cố gắng đừng có lose touch, có nghĩa là đừng có, keep in touch là giữ mối quan hệ, lose touch có nghĩa là lạc mất nhau, lạc trôi.
Okay, của Xuân Tùng à, với bạn của mình, đó là cách tốt nhất để có được một mối quan hệ healthy, lành mạnh. Okay, thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái cấu trúc của câu trả lời này. Đây vẫn là một câu hỏi yes no question. Và bạn Maria đã bắt đầu bằng cách trả lời absolutely, tuyệt đối. Bạn khẳng định mình hoàn toàn đồng ý với vấn đề này. Như vậy thì trả lời đầu tiên đi vào trọng tâm, dĩ nhiên rồi. Thứ hai, chúng ta sẽ thêm phần bình luận vào. Bình luận bằng cách thêm những cái thực trạng, thêm những cái sự thật vào. Ví dụ, chúng ta rất dễ drift apart, tách rời khỏi bạn của mình khi yêu. Nhưng mà bạn ấy nghĩ rằng chúng ta nên như thế này, nên như thế này để giữ một mối quan hệ lành mạnh. Đấy là phần bình luận, và có chèn thêm những cái thực trạng, những cái sự thật và những cái xu hướng trong hiện thực vào. That's it. Thế đây là chúng ta có hai phần mọi người nhé. Ok, thế thì ở trong bài này chúng ta có những cụm từ nào cần phải học đây? Mọi người nhìn giúp cô xem cụm từ đầu tiên, drift apart. Ok, nhớ là âm phờ bằng thờ mọi người nhé. Drift apart có nghĩa là chúng ta less close, không thân với nhau nhiều nữa. Drift apart. Ok, từ thứ hai, fall in love. Cụm từ này chúng ta chưa học chủ đề này cũng đã biết rồi, có nghĩa là thích một ai đấy. Cụm từ thứ ba, như cô đã giải thích, keep in touch có nghĩa là giữ liên hệ với nhau. Vậy lose touch có nghĩa là mất dần nhau, lạc nhau rồi. Và healthy relationship, healthy relationship là một mối quan hệ lành mạnh. Chúng ta có dùng cụm từ là health a relationship, hoặc có thể dùng keep a relationship. That's it. Rồi, thế thì bây giờ cô và các bạn đã cùng nhau lướt qua được 3 câu hỏi hay ra nhất ở Touch Free của chủ đề relationship. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện tập phản xạ những câu này mọi người nhé. Cô sẽ hỏi và các bạn sẽ là người trả lời. Đáp án sẽ có trên màn hình. Mọi người cố gắng đọc diễn cảm to rõ và một cách tự nhiên nhất có thể. Cố gắng sử dụng những cụm từ cô đã đưa cho. Ok, go. We come to the first question. Do you think marriage is still important? Good job. Okay, câu hỏi số 2 sẽ là what you think is the ideal time to get married? Okay, go. Yes, amazing. Rất thuộc bài. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng của cô nha. Is it important to keep in contact with our friends when we're in a relationship? That's it. That's good. Okay. Thì cô và mọi người đã cùng nhau lướt qua những câu hỏi hay được cho ra ở phần Task 3, cũng như là Task 1, Task 2 của một speaking test về chủ đề relationship. Và ở trong 3 video này của cô tự tin rằng các bạn đã có thể học được thêm rất là nhiều cụm từ hay ho về chủ đề này. Và lưu ý là thêm nhiều những cụm từ này vào thì câu văn của mình nó sẽ đặc sắc hơn, và do đó mình sẽ có được nhiều điểm hơn trong phần này. Ok, và lưu ý với cô rằng một quy tắc khen chốt là không được chỉ trả lời câu hỏi được đưa ra, mà lúc nào cũng phải modify, bổ sung thêm, support thêm ý tưởng mọi người nhé. That's it. Thế bây giờ cô sẽ tạm dừng mọi người tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video khác về những chủ đề khác trong Speaking Test của kỳ thi IELTS. Goodbye and see ya. And it's good to be alive. It's good to be alive.